Shop nhà em hôm nay xin được giới thiệu đến các bác một chiếc đồng hồ treo tường điện tử đến từ thương hiệu Seiko của Nhật Bản. Có cơ chế hoạt động là tròn giờ sẽ đánh nhạc, sở hữu 6 bản nhạc, đồng thời là có quả lắc được tạo hình bởi các chú búp bê và được thiết kế là hình ảnh của công viên Disneyland các bác nhé. Quả lắc giúp khuấy khí trong phòng rất ấn tượng. Có kích thước đường kính là 40 và dày là 9 cm các bác nhé. Đấy. Có chế độ tự ngắt chuông vào ban đêm bằng cảm biến ánh sáng. Nếu bác nào quan tâm đến chiếc đồng hồ này thì hãy inbox ngay cho bên em nhé. Em xin được cảm ơn và chào các bác.